4321 alo alo mic thử chúng tôi. Mời anh chị em quay lại sân tennis Liên Minh để chứng kiến trận thi đấu nội dung 6.25 trong khuôn khổ giải Toàn Từ Liêm Open lần thứ nhất giữa bốn vận động viên Đạt Bạc Liêu, Vinh Victory đối đầu với đôi đến từ Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ. Đó là đôi Phong Louis và Mạnh Chi Mây. Các bạn vừa chứng kiến một cú bật cao smart đến từ nha sĩ Phong Louis ở Lâm Thao Phú Thọ. Người sấp bóng đó là Đạt Bạc Liêu. Xin chào Phạm Cường Ferrer bạn nhá. Đứng ở trên lưới là anh Vinh, chủ tịch câu lạc bộ Victory. Đỡ ra bóng trang phục tia sét run rế đó là Mạnh Chi Mây. Một pha né trái đánh inside in không thành công đến từ Mạnh Chi Mây, bóng ra ngoài. Xin chào Quân Nguyễn. Đôi Mạnh Chi Mây dễ có giải lắm. Cũng chưa biết em ơi. Xin chào Lê Dũng. Trận đấu này được livestream theo đơn đặt hàng của Mạnh Chi Mây, người anh em đến từ thành phố Việt Trì. Hôm qua mình livestream cho Mạnh Chi Mây 2 trận thì Mạnh đều thắng. Qua livestream cho Mạnh Chi Mây thì mình được 30 bia. Bắt với khán giả Vương Sơn Tuấn hay còn gọi là Tuấn Nhổn. Xin chào chị Đào Thanh Tâm nhá, xin chào Khánh Hữu. Anh em chịu khó thả tim chia sẻ cho các bình cho bình luận viên và các vận động viên trên sân nào. Đội mũ đỏ truyền thống ở trên sân đấy là anh Phúc Quảng Ninh, cởi chân. Người toàn ra kiếm thôi mà rất khỏe. Xin chào Trần Quốc Khánh. Đội xin chào Đặng Trường Giang. Quần đỏ áo tia sét đây, trang phục hai Logan đây là Mạnh Chi Mây. Trần Hoàng Linh cho gửi đến Quỷ Lùn nhé. Ok, Trần Hoàng Linh gửi đến Mạnh Chi Mây này. Xin chào Giang Vũ, xin chào Cường Vũ. Trận đấu tiếp tục. Nhà báo việc lưới hay đến từ Phong Louis, rất chắc chắn luôn. Đôi này nhìn màu bóng có vẻ có cúp thật rồi. Xin chào Trung BG. Mạnh Chi Mây. Xin chào anh Nguyễn Hồ Điệp. Xin chào anh Ken Lê. Anh Vinh đánh lần trước loại rồi mỗi xong pha bỏ nhỏ rất khéo đến từ Phong Louis. Ông nha sĩ ông nhổ răng người ta kinh thật, rất mềm dịu các bạn ạ. Nhẹ nhàng mà không choi lá đến từ Phong Louis, nha sĩ đến từ Lâm Thao Phú Thọ. Xin chào Hợp Gucci. Xin chào Minh Khang. Lưới, giao lại hai bóng, 30-0, 0-1. Anh em chịu khó thả tim chia sẻ nè. Ô, chưa chết rồi, sân bên cạnh có Lã Xuân Hậu đánh rồi mà mình không biết. Lã Xuân Hậu đánh sân bên cạnh các bạn nhé. Đấy, đang smart ở sân bên cạnh đấy. Với bóng 1. Ở sân bên cạnh là có Lã Xuân Hậu cặp với không biết ai nhỉ. Đánh với đôi anh Hiếu Tennis và anh Dô Cơ Trần, bình luận viên Dô Cơ Trần. 40-15. Tỷ số là 0-1, 40-15. Ahi Tennis Club TV. Có phải là anh Trung Khánh Hòa không nhỉ? Sự bóng rất hay đến từ Mạnh Chi Mây, người anh em đến từ Việt Trì Phú Thọ, nhà ba việc. Xin chào Tuấn Bùi, xin chào Đào Văn Giang. Ồ, bây giờ mới phát hiện mình đứng ngay dưới chạm điện anh em ạ. Góc này rất nguy hiểm, chiến thắng nhé Mạnh Chi Mây. Xin chào Quốc Cường. Hoài rất nặng đến từ Hứa Khen Xong. Né trình cao người ta ra Phong Louis đây. Xin chào Sơn Hòa Bình em nhá. Xin chào Âu Quốc Việt. Trần Tân cặp với Khôi, phó chủ tịch câu lạc bộ X2 anh ạ. Cảm ơn Trần Tân nhá. Xin chào Tuấn Tú. Mạnh Phong cố lên hai anh em. Xin chào Hùng Phạm. Và return rất mềm mại, lên lưới rất nhanh đến từ Mạnh Chi Mây. Bắt lưới rất khéo đến từ Đạt Bạc Liêu. Đạt tay rất dài như gắt ghét vậy. Xin chào Hiệp Thái Nguyên. Tỷ số đang là 1-1. 30-0. Return bóng rất tốt đến từ Phong Louis. Bóng Lucky Ball chào lưới ăn điểm. Một pha khá là Lucky Ball rất là may mắn cho Phong Louis. Anh Vinh Victory là chủ tịch câu lạc bộ Victory. Thầy Đạt Bạc Liêu. Tỷ số đang là 30-15, 1-1. Xin chào Đào Tuấn Hùng.
Thúy tôm bóng rất hay. Bắn cú bắn forehand passing ăn điểm winner được sự tán thưởng của chính đối thủ là Đạt Bạc Liêu dành cho Phong Louis. Anh chào Hiệp nhá. Xin chào Nguyễn Thanh. Nguyễn Tuấn Anh giải này chính cân thật. Cân mà anh. Bốn mươi ba mươi. Ban tổ chức là cũng khá là đắn đo khi sắp các cặp nhận thi đấu vì giải này là giải tri ân 21. Giải này giải là toàn tổ chức ra để tri ân học viên và các những anh em đã ủng hộ toàn sau thời kỳ lập nghiệp ở Hà Nội, toàn quê ở Phú Yên nên là giải này được nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các anh các học viên. Số lượng nhà tài trợ phải lên tới gần 40 nhà tài trợ. Xin chào Đức Sơn. Nói ít thôi rồi mới đăng động quá. Ok Hữu Phước nhá. Bạn này thì tí nữa sẽ được mình block khỏi luồng livestream này. Xong, đã block Hữu Phước. Tội. Xin chào Đức Sơn. Những bạn nào không thích livestream của Rồi Muôi thì có thể các bạn có thể chuyển sang kênh của các bình luận viên khác. Đấy, mình thì không thích tranh luận nhiều. Anh em mà cứ thẳng thắn như Hữu Phước ấy à, block luôn. Một click thôi, xin chào Đức Sơn. Đôi Việt Trì à, đúng rồi, đôi Việt Trì Trần Xuân Sơn đây. Sơn Bon này đến từ Việt Trì Đồng Hương Rồi Muôi. Em hỏi thăm Mạnh Chi Mây nhá, bình luận viên. Ok Đức Sơn nhá, xin chào Trần Thân. Đội 1. Xin chào Minh Cường. Lưới rất hay đến từ Mạnh Chim Mây Phanh. Bên lưới rất nhanh đến từ vị trí của anh Vinh. Quá hay, vừa khen xong anh đánh điểm ăn điểm luôn. Thẳng vị trí của Mạnh Chim Mây. 015 12015. Trần Thân không về Bắc Ninh lai giải 12 con giáp Hà Cưng. Không anh Trần Thân ơi, giải đấy là giải nội bộ. Còn em là phó ban tổ chức của giải này anh nhá. Em phụ trách giải nội dung trình 1300 và tham gia giải đánh trình 6.25. Điểm 15 đều 1-2. Xin chào Minh Cường. Dương Nguyễn xem phải có bình luận mới vui. Imin xem chán lắm. Đúng rồi Nguyễn Dương ơi, anh em có chịu khó bình luận vào. Bình luận vui vẻ thôi. Bình luận viên bình luận mà người xem lại cứ bảo là nói đau đầu quá thì các bạn có thể thoát kênh. Mà bình thường thì mình block luôn. Lần này anh Vinh bị Mạnh Chim Mây bắt hai cú volley dồn vào cùng vị trí của anh Vinh khiến anh Vinh hạ trụ bắt volley không thành công, bóng rúc lưới. Xin chào anh Đức Làng Nành. Tên bóng rất nặng đến từ vị trí của anh Vinh. Lên lưới rất nhanh đến từ Phong Louis. Bắt lưới lỗi rồi, biết ngay. Anh Vinh đánh bóng quá hay luôn. Trần Xuân Sơn nhìn thấy anh em lại muốn đi đánh giải, có điều nhỏ con không có tham. Ôi bạn ơi, bạn Sơn ơi, bạn cực kỳ làm lý do nhá. Anh em mà đã đam mê thì con nhỏ cũng đi. Return bóng rất hay đến từ vị trí của thầy Đạt Bạc Liêu. Những tiếng, các bạn thấy không, những tiếng tát bóng cực kỳ căng luôn. Bắn thăng vị trí lưới mà không nể nang ai. Game. Bàn cho đôi Đạt Vinh 3-1. Xin chào Bùi Khắc Chiến, xin chào Nguyễn Duy Tùng. Hình như cứ lần nào mình live stream là thầy Đạt thì đánh rất hay các bạn. Thầy đánh căng tay lắm. Nguyễn Hưng Hải Phòng có đôi nào không em? Không có anh Nguyễn Hưng ạ. Hải Phòng đợt này không có đôi nào. Có Hiếu ok lúc đầu đăng ký nhưng lại hủy. Xin chào anh Phạm Quý Dương. Điểm 015. Đội kép ra bóng đến từ thầy Đạt Bạc Liêu. Tuấn Củi không nhìn thấy anh à, ẩn comment. Đâu bây giờ em mới thấy mà anh Tuấn Củi. Số người xem thì đang lên 120 người rồi. Thì mọi người comment nhanh, em không đọc kịp thôi. Vừa đọc cả tình huống trên sân. Xin chào Việt. Đinh Trọng Việt. Rớt bóng một rất căng đến từ vị trí của thầy Đạt.
một cú hạ trọng tâm forehand không thành công đến từ vị trí của Mạnh Chi Mây. Nguyễn Hữu Linh, Đồng Nai đánh chưa bạn ơi? Đồng Nai đánh ở trình, hình như là đánh ở ở trình 1300 đánh rồi. Thắng 6-0. Nguyễn Dư Tuấn Phương đánh cho em vào vòng 2 rồi anh ơi, em thắng 6-0 nhá. Xin chào anh Nguyễn Văn Đoàn. Tỷ số bao nhiêu rồi bạn ơi? Tỷ số hiện tại đang là 3-1. Sút bóng rất căng. Ôi smart lỗi, chói mắt đến từ anh Vinh. Điểm 30 đều. 3-1 30 đều. Đạt Bạc Liêu đang cầm ra bóng, đứng dưới lưới đội mũ là anh Minh Vịnh, chủ tịch Victory. Nguyễn Hạc góc quay không được view lắm. Ở sân này nó rất hẹp các bạn ạ. Đứng live stream mà gần ngay vị trí sớp bóng ở giữa sân ấy, thì sẽ các vận động viên lùi thủ smart thì sẽ bị vỡ màn hình ngay. Bắn lưới rất căng đến từ sau hữu ít. Một pha gài bóng lỏng sang vị trí của Thời Đạt. Đạt ve trái rất hay, ve bùng quá đẹp. Ui rồi, forehand rất tròn tay. Xong, lần này thì anh Vinh kết thúc rất gọn gàng. Phải nói là Thầy Đạt có hai cú, một cú ve bung và một cú forehand rất đẹp các bạn ạ. Tuấn Cùi, trận anh Trung với Khánh Bé là vòng 1 à? Đúng rồi anh Tuấn ơi, trận đấy là trận vòng 1 đấy. Tôi đấy thua tại break 80. Xin chào Hiếu Con nhá. Bắt lưới rất đều đấy từ anh Vinh thì đánh lưới. Cú tiếp theo của Đạt, của Mạnh Chi Mây đánh forehand passing vào vị trí lưới của anh Vinh, ăn điểm. Xin chào Phạm Quang Anh, xin chào Nguyễn Thọ. Bóng vàng order 2 đỡ. 3-1. Bóng vàng. Sút bóng rất hay. Vị tư bóng rất tốt. Một cú forehand, running forehand đánh bóng cặp vợt của Thầy Đạt khiến bóng bay ra ngoài. 3-2 cho đôi Đạt Bạc Liêu và anh Vinh Victory. Đổi sân đổi ra bóng. Ở trên sân các bạn thấy các vận động viên là đang ngồi hết dưới gốc cây rồi. Ở bên này cũng thế này. Đường beat ở đây nó rất là hẹp. Mình cũng chọn góc là cố để view hết cái góc sân. Không thể đứng ở giữa được, bởi vì khi đứng ở giữa thì các vận động viên trình cao đánh bóng lốp rất cao. Khi họ lùi thủ smart thì đạp vào chân máy và đạp vào bình luận viên ngay. Ở giải phong trào thì chọn một cái góc quay đẹp thì rất khó các bạn. Thỉnh thoảng mới có một cái sân có góc view rộng thôi. Ví dụ như là sân ở Quan Hoa Cầu Giấy chẳng hạn. Ngồi trên khán đài thì live stream lúc nào góc đẹp. Bỏ cái dây ở trước máy quay. Cái dây à, đây là cái cây, nó có rễ cây bạn ơi. Được chưa sân con đây. Sân bon chứ. Hai thầy trò đánh thế nào rồi em? Đôi em vào vòng 2 rồi anh nhá. Thắng sắp hầm đôi Nguyễn Bất Tử rồi. Đức Indo 6-0. Xin chào Tất An Phan. Xin chào 6 Đô Bắc. Tỷ số là 2-3. Mạnh ra bóng game số 6. Sút bóng 1 rất tốt. Smart mất hình đến từ vị trí của nha sĩ Phong Louis. Xin chào Nguyễn Anh Quân. Anh em yêu mến ủng hộ rồi mỗi thì vào phần mô tả. Kích vào đó sẽ có thông tin số tài khoản Vietcombank của Nguyễn Đức Phương. 00110016161916 nhá. Anh em donate ủng hộ rồi mũi. Cú đánh forehand của thầy Đạt Bạc Liêu bóng rúc lưới. 30-0. Cầu bên này có vẻ đều hơn. Cầu hai lưới. Xin chào Út Vũng Tàu. Em đứng với thầy nhìn Nguyễn anh ơi. Lốp rất hay đến từ Đạt Bạc Liêu. Và lốp bóng rất mềm mại đến từ vị trí của Phong Louis. Ui, một pha bật cao smart rất hay đến từ Phong Louis. Anh chờ tin hai thầy trò. Chiến thắng, em cảm ơn anh Thiên Thượng Hải nhá. Xin chào Nguyễn Bành Đức, xin chào Quốc Cường. Anh đăng ký giải 1300 rồi, nhà vợ có việc bận nên lại không tham gia giải thầy được. Ôi tiếc thế anh. Anh không tham gia thì anh ủng hộ thầy là được rồi. Xin chào Hải Vũ. Xin chào Tuấn Anh Tennis. Thầy Trình Còi đánh tay vết nên rủ partner đi uống nước rồi. Mình chắc phải bám sân thôi. Anh em mình cứ đi cà phê mới bia bọt thôi. Điểm nhỏ bao nhiêu rồi Phong nhỉ? 3 đều. Điểm nhỏ, à, điểm lớn là 3 đều rồi. Không không.
Tôi để đánh hai lưới hay quá. Tôi cũng còn Đạt đánh bóng rất ung dung. Bạn đối rất chào đến từ phòng Uy. Trời ơi, vừa khen xong thì em bắt vô lề, bắt tiếp vào vị trí của anh Vinh chứ. Tuấn Anh tennis. Dạ em chào anh, xin chào Tuấn Anh. Tuấn Anh đây là Tuấn Anh Unikilo đến từ Hà Giang rồi. Xin chào Nguyễn Tấn Đức. Ở trên màn hình thì các avatar của mọi người nó khá là nhỏ nên mình cũng không phân biệt kỹ lắm đâu. Chỉ có những anh em là hay comment biết tuổi biết thôi. Lưới quá hay đến từ Đạt Bạc Liêu. Gọn gàng 3-0. Xin chào Nguyễn Xuân Quang. 3-0. Trả ra bóng rất tốt đến từ vị trí của Phong Louis. Anh Cường Pơ, anh Rồi Mới đi tắm chưa? Anh thắng trận đầu 6-0 rồi Cường Pơ nhá. Xin chào Dũng Hải Phòng. Phạm Mai Hoài, hello anh, xin chào Hoài nhá. 1, 30-15, 3-0. Ý, anh Phương cái gì cũng biết ạ. Ờ, anh được cái thuộc tên. Tuấn Anh Unikilo thì lần đầu tiên anh đánh giải họ Nguyễn 1400. Năm ai đầu 2019 thì anh đã biết Tuấn Anh Unikilo rồi. Rất tiếc, một cú đánh bóng dọc dây. Đánh đao dư lại không thành công, bóng bật lưới ra ngoài. Xin chào Tần Tuấn. Bắt lưới kê rất đều rồi, từ Mạnh Chị Mây lên lưới rất nhanh nhưng từ Phong Louis bóng vẫn còn. Bắt rất khéo léo nha. Trời ơi, vừa nghe câu mạnh nữa lên của Đạt Bạc Liêu là hết tiền. Đừng nghe đối thủ kích em ơi. Đúng là cái ma trận của thầy Đạt rồi. Thầy chỉ nói đúng một câu điểm huyệt thôi. Tự đánh hỏng, tí anh like trận em Đông Mắc nha. Anh cũng biết là Đông Mắc là ai. Xin chào Trung Bi. Xin chào Lê Văn An. Tranh thủ lúc vận động viên nghỉ ngơi thì anh em kích vào phần mô tả nha. Sẽ nhìn thấy số thông tin tài khoản Vietcombank của Rùi Muỗi. Ngân hàng Vietcombank. Chủ tài khoản Nguyễn Đức Phương. Anh em yêu mến thì donate ủng hộ nha. 00-1100-1616-916. Phong Louis đánh cảm xúc quá. Đúng rồi bạn ơi. Tự nhiên mà đáng có quả kết thúc thì ăn điểm thì lại mất. Lê Văn Quý, Đắc Tiến khi nào đánh anh ơi? Đắc Tiến thì đánh ở nhánh số 1. Ở sân câu lạc bộ họ Phạm sân Lộc Vừng ấy. Anh không ở bên đấy nên không biết. Khả năng là đánh rồi. Đông Mắc Đông Mắc là Đông VNT. Đông Mắc là đến từ đến từ gì nhỉ? Trung tâm VNT của anh Bình VNT. Đông Mắc và bạn gì của Việt Trì nhỉ? Trước giành ngôi Á quân giải 1400 của Bách Lò Gạch. Đôi đấy thua trận chung kết là thua đôi Trọng CP và thua đôi Quang Tèo. Louis Nguyễn, xin chào Louis Nguyễn. Thằng em chỉ thích vã vào kép chính. Đấy là cái bản ngã của vận động viên. Mà mình không kiềm chế được cái đấy thì mình khả năng đi tắm sớm. Tỷ số là 3-4. Người em Hà Giang gần nhà em. Ok. Đông Mắc thì anh biết rồi. Nói đến thì biết. Nói Đông VNT thì biết. Đứng gần màn hình đỗ xanh này là anh Vinh Victory. Xin chào Hà Văn Việt. Trả ra bóng không qua lưới đến từ anh Vinh Victory. Trời bắt đầu sơ mát rồi, có gió. Tỷ số 3-4, 15-0. Ở sân bên Lã Xuân Hậu đang cặp với phó chủ tịch câu lạc bộ X2 đang đánh. Bóng vẫn còn các bạn ạ. Bóng còng. Đi qua lưới hết, không thể bắt được. Và đè bóng rất tốt đến từ Đạt Bạc Liêu. Bên phòng kia cũng rất bền bỉ không. Lưới Lucky Ball đến từ vị trí của hai bên Lucky Ball và phần thua thắng thuộc về sự may mắn hơn thuộc về anh Vinh Victory và thầy Đạt Bạc Liêu. Đạt với chân dài của mình đã dướn rất tốt để cứu một quả bóng Lucky Ball trước của Mạnh Chi Mây. Xin chào Dũng Trần, xin chào Lê Dương Định. Mì lỗi rồi. Và đờ mì lỗi của anh Vinh Victory. Bóng nổi trước mặt Mạnh Chi Mây.
Xin chào Nguyễn Trí Đức, anh Vinh Victory rất tiếc nuối với pha đường đi lỗi vừa rồi. Điểm 30-15, 3-4. Sơn Nguyễn Phú Thọ cố lên, xin chào Sơn Nguyễn nha. Hôm qua vừa gặp Sơn Nguyễn ở sân 125 Hoàng Ngân. Xin chào Hoàng Kenny. Rớt bóng xoáy rất còng đến từ vị trí của Phong Ruiz. Xin chào Nguyễn Nam. Lưới lỗi đến từ Mạnh Chi Mây. Xin chào Nguyễn Giang Huy Minh. Phong Ruiz bảo Mạnh phải bắt đẩy sâu cuối sân, đúng rồi. Phải điều tiết nhịp độ trận đấu. Cần cái đầu lạnh ở thời điểm này. 30 đều. Xin chào 120.000 anh em nhá. Xin chào Đỗ Chuyển. Máy quá, chỗ này có cái gốc cây dâm mát, bình luận viên đứng không bị nắng. Lâm Thao cố lên. Xin chào Nguyễn Hùng. Bóng xoáy rất còng. Đờ Mi rất khéo. Đạt vô lấy cũng rất khéo đến từ Đạt Bạc Liêu. Hay, lưới gọn gàng. Cú gài trước của anh Minh Victory là khá là hay rồi, vì xa tầm tay, nếu mà ở vị trí như của dưới mũi là bắt lỗi rồi đấy. Nhưng mà Mạnh Trinh Mây là trình cũng là tương đương với 7-75, 7-80. Không qua được tay. Xin chào Nguyễn Ngọc Tường, xin chào Ti Hoàng. Và lỗi lưới hơi tiếc đến từ anh Vinh Victory. 4 đều. Trận đấu trở về vạch xuất phát. Giờ game chủ lực là thầy Đạt Bạc Liêu. Xin chào Nguyễn Vương. Cột 1. Và return bóng mất bóng. À không, bóng lại bật lại sân. Rất may mắn. Bóng bật lên tận trên tầng cao kia. Xin chào Phan Tuấn. Củ lốp rất tốt đến từ vị trí của Phong Ruiz. Phong đánh rất đa dạng. Củ hay. Rồi, cú kê lốp rất tốt của Mạnh Chí Mây. Phải nói là cú kê lốp đấy là xuất sắc các bạn ạ. Rất nhiều cảm giác cú smart trước của anh Vinh Victor là cũng khá hay rồi. Victory khá hay rồi. Nhưng mà Mạnh Chí Mây phản xạ rất nhanh. Kê lốp luôn. Xin chào Nguyễn Trường, xin chào An Nguyễn. Bóng rơi cuối sân ăn điểm bên này. Đến hết qua tầm với. Sớm bóng một tốt. Một pha tranh bóng đến từ Phan Luis. Bên tay phải đấy dành cho Mạnh thì tốt hơn. Tỷ số 15 đều, 4 đều. Xin chào Nguyễn Quang Thiện. Xin chào Nguyễn Trường. Sở mát mất hình luôn, khán giả không để ý, bóng rơi vào đầu. Đấy. Xin chào Nguyễn Ngọc Thảo, 30-15. 30-15. Tại là các vận động viên đến sân rất đông. Ôi giời, lucky ball đến từ thầy Đài Bạc Liêu. Pha gài bóng trước của Mạnh Chi Mây là rất khó rồi. Nhưng mà cú lên lưới của thầy Đạt là rất nhanh. Xin chào Phạm Tuấn Anh. Sớp bóng rất khó. Tỷ số 5-4 cho Đạt Bạc Liêu và anh Minh Victory. Đổi sân đổi ra bóng. Cứ chậm chậm mà nghỉ đi, cái thằng kia vào sân vội làm gì, cho 2 phút nghỉ mà. Xin chào Nguyễn Quân đấy. À, thanh niên người anh em Mạnh Chi Mây có rất hay kiểu vội vàng đấy các bạn ạ. Nghĩa là đánh xong trận dù thắng hay thua là cứ bước vào sân luôn rồi. Xin chào Nam Thùng Nước ạ. À,
Đúng rồi, thằng Phong nó nói đúng đấy, Mạnh bình tĩnh thôi, gài bóng sâu à. Mạnh có câu nói quen thuộc là nhà ba việc. Xin chào võ sport nhá. Xin chào 120.000 anh em. Anh em chị có ấn nút like, nút chia sẻ nè. Mạnh trình bày cái ghế ngồi mát vào nghỉ ngơi thì không ngồi, cứ ra đứng trời nắng thôi. 4-5, trận đấu tiếp tục. Và bỏ bóng không hiểu ý nhau giữa hai vận động viên đến từ Phú Thọ, Mạnh Trinh Bay và Phong Louis. Điểm 0-15. Xin chào Quang Thành. Xin chào Vũ Minh Toàn. Đội bóng 1. Sau trận live stream này mình sẽ xin phép nghỉ khoảng 30 phút 1 tiếng để sạc điện thoại. Ôi ôi, bắn bóng mất hình, bắn thẳng vào vị trí lưới của Phong Louis. May là Phong phản xạ che mặt kịp, không thì vỡ mặt luôn. Xin chào Sơn Lương. Đấy, cái trình thấp mà mình như kiểu người mũi đứng ở đây mà không cẩn thận là đi viện răng hàm mặt luôn. Xin chào Nguyễn Thanh Phương. Thủ nó rất tốt đến từ Đà Nẵng Liên. Ấy, cú gài trước của Phong Louis là rất tốt rồi. Mà thầy Đạt thấy chạy quả ký bóng forehand đánh thẳng vào vị trí của Mạnh Chi Mây, ăn điểm luôn. Bà Mát Poi, 0-40. Xin chào Trung Đoàn. Cứu được một Mát Poi, 15-40, 4-5. Bạn thấy không, giải trình rất cân nhá. Cò cưa toàn 4-5 với 5 tay break thôi, 6-5 thôi. Quả đấy bóng trong bên ngoài hay là giao lại nhỉ? Giao lại bóng. Xin chào Nguyễn Đình Ngữ. 15-40. Giao lại bóng, bóng trong lưới. Xin chào 140.000 anh em nhá, 150.000 rồi. Được bóng một lỗi. Bắt lưới khéo đến từ Mạnh Chim Mây. 30-40, cứu được Mát Poi lần thứ hai. Chào Phạm Quốc Sĩ. Chào 150.000 anh em. Anh em chỉ có ấn nút like, nút chia sẻ, ủng hộ bình luận viên và các vận động viên nào. Cả ba tổ chức giải luôn. Đội 1. Cú ve bung của Đạt rất khó chịu rồi, sát vạch bên này. Tí ăn điểm. Bên kia ve thủ cung rồi. Điểm quan trọng. Không kịp. Một pha kết thúc lưới gọn gàng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về anh Vin Victory và Đạt Bạc Biêu. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở livestream tiếp theo nhé.